Liên quan đến vấn đề cải cách chính sách tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7, Bộ Nội vụ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định kế hoạch triển khai, trong đó Bộ Nội vụ được phân công chủ trì tham mưu xây dựng tờ trình, báo cáo Bộ Chính trị các nội dung cụ thể về chế độ tiền lương mới. Đến nay, Bộ Nội vụ đã hoàn tất tờ trình và đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền trước khi trình xin ý kiến Bộ Chính trị làm cơ sở cho các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội ban hành văn bản về cải cách tiền lương. Theo lộ trình, sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Chính phủ sẽ ban hành nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các ngành tòa án, kiểm sát và kiểm toán. Về phía các cơ quan Đảng sẽ có quyết định của Ban Bí thư về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.